Hello, xin chào các bạn em. Thì hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về cái cách mà chúng ta cho bệnh nhân đọc bảng thị lực và phát hiện được bệnh nhân có loạn thị. Thế các bạn, thì các bạn thấy trong cái bảng thị lực có một cái hình này nè các bạn, người ta gọi là cái đồng hồ quá các bạn. Thì cái hình này người ta sẽ tô từng cái đường nét này nè, nó sẽ đậm đều bằng nhau hết, tức là màu sắc đậm đen của cái những lằn này nó sẽ bằng nhau hết. Nhưng mà đối với cái người mà có loạn thị, tức là ta vẫn cho ngồi cách 5 mét và nhìn vào cái hình đồng hồ này. Nếu mà chúng ta thấy hai cái đường thẳng nó vuông nhau, ví dụ như cái đường 90 độ và cái đường 0 độ nó vuông nhau, mà một đường thì màu không có màu đen, một đường có màu đen, nếu bệnh nhân thấy vậy thì cái đó là bệnh nhân bị loạn thị các bạn. Còn bình thường, nếu mà người bình thường thì các bạn nhìn giữa cái đường 90 độ và đường 0 độ này, hai cái nó có màu đen bằng nhau hết các bạn. Hoặc là bệnh nhân sẽ không nhìn thấy cái đường 90 độ và 0 độ, thì có thể là bệnh nhân nhìn thấy cái đường khác, cái đường khác bên đây và cái đường khác bên đây, tức là cái đường khác bên trái và cái đường khác bên phải. Nếu hai đường đó vuông nhau mà bệnh nhân nhìn thấy một bên có màu đen, một bên không có màu đen, thì đó chứng tỏ là bệnh nhân có bị loạn thị các bạn. Tuy nhiên, đó chỉ là cái hướng để chúng ta nghĩ đến bệnh nhân này có tật loạn thị, để mà chúng ta cho bệnh nhân làm các cận lâm sàng tiếp theo để chẩn đoán xác định hết các bạn. Chứ đối với cái cách này á, thì chúng ta chỉ là để hướng tới bệnh nhân có loạn thị thôi, để mà chúng ta suy nghĩ tới thôi, chứ nó không có tác dụng để chẩn đoán xác định nha các bạn. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.